Xin chào các anh chị nhé. Chào mừng anh chị đã trở lại kênh của mình. Sau phiên giao dịch ngày hôm nay là một phiên giao dịch cuối tuần, có thể nói là một phiên mà thị trường giảm điểm khá sâu. Và mức độ giảm điểm trên các nhóm ngành thì gần như là lan tỏa ở các nhóm ngành. Mặc dù các nhóm ngành nó được kỳ vọng, ví dụ như ngành dầu khí, ngành thép, đấy, vân vân, thì nó có kỳ vọng rất lớn, nhưng mà phiên hôm nay vẫn giảm rất sâu. Thì việc mà thép và dầu khi nó giảm mạnh như vậy thì đó là cơ hội hay là rủi ro của cả nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay, và đặc biệt là trong giai đoạn từ ngày 14 đến ngày 18, tức là tuần sau. Thì để chuẩn bị cho một cái tuần giao dịch mới nó thành công và hạn chế rủi ro cũng như là mục đích của tìm kiếm lợi nhuận, thì video hôm nay chúng ta sẽ đưa ra một số nội dung như vậy để chúng ta cùng bàn luận. Đấy, thì đó là chính là nội dung trọng tâm của video cuối tuần hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là về tổng kết phiên hôm nay, chúng ta để lướt qua một tí. Về phía hôm nay chúng ta thấy ra là có nhiều nhóm ngành nó tăng điểm anh chị nhé. Mặc dù trong cái bối cảnh thị trường giảm điểm xấu thế này này, giảm 12.54 điểm, tức là không phải tương đương 0,85% đối với chỉ số VN Index và VN30 đồng giảm khá sâu. Sàn Hà Nội giảm nhiều, chỉ có còm là gần như cơ, là gì đấy, là tham chiếu thôi, gần như anh chị nhé. Thì chúng ta thấy ra là trong cái bối cảnh mà thị trường chúng nó giảm điểm xấu thế này, những NAV của một số anh chị có lẽ mình đánh giá là cũng không nhiều, chắc chắn nó sẽ còn có tăng. Đấy, thì nếu như mà anh chị cho rằng những ngành ví dụ như là tài khoản của anh chị, mà nếu như trong danh mục mà anh chị có các cổ phiếu ví dụ như là ngành gỗ, ngành xi măng, ngành thủy sản hay là phân bón, thì hiển nhiên là cái NAV vẫn tăng. Đấy, nhưng mà nếu như anh chị chọn những cổ phiếu khác, ví dụ trong danh mục mà anh chị mà dầu hoặc là thép, và đặc biệt là những cổ phiếu khác mà trong giai đoạn này anh chị mua sau á, thì chắc chắn rằng cái lợi nhuận của anh chị sẽ là không có. Ngoài không khó ra thì cũng có thể nói là mức giảm tài khoản nó tùy vào điểm mua và tùy vào danh mục, thì rõ ràng là chúng ta sẽ có các nhà đầu tư cũng sẽ có những cái khoản thua lỗ khác nhau, thì đó chính là thị trường rõ ràng nó muốn hình muốn vẽ, đúng không ạ? Còn sự biến động chỉ số chúng ta thấy rằng là nó một phiên trong một quá trình giảm điểm. Và cái phiên hôm qua thì trong cái video hôm qua thì mình có nói rồi, cái video hôm qua thì mình nói rằng là đối với chỉ số thị trường đấy á, thì chúng ta thấy rằng là video hôm qua thì mình làm, thì mình có nói là khả năng rất cao thì phiên ngày mai, tức là phiên hôm nay anh chị, thì thị trường sẽ có giảm điểm, tức là nó test về, nó kiểm tra lại. Và hôm qua mình có nói rằng là nếu như mà thị trường test lại với khối lượng nhỏ thì chúng ta khá yên tâm. Còn bây giờ đối với phiên hôm nay thì nó có những cái điểm gì lưu ý, thì chúng ta thấy rằng là phiên hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đóng cửa thì nó ở bóng dưới của thanh ba, thì chúng ta thấy rằng là nó còn ngắn hơn so với bóng trên. Đấy, và nó không có cái tín hiệu là tích cực đối với thanh ba. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là khối lượng thì nó cũng không nhiều lắm nói gì nhá. Đó là khối lượng không nhiều lắm. Như vậy thì nó có những cái ưu điểm và có những cái nhược điểm riêng. Và nếu nói về đường xu hướng thì chúng ta thấy rằng đối với thị trường hiện tại á, thì nếu như mình vẽ đây anh chị này, vẽ ngắn vẽ dài anh chị xem luôn này. Nếu tính ta tính từ đấy lên á, cái đó chúng ta thấy rằng là thị trường chúng đóng cửa vẫn đang nằm ngay trong một cái vùng vẫn đang giữ cái xu hướng, tức là vẫn đang dù trong cái xu hướng dài là nó vẫn đang tăng cái gì. Còn nếu chúng ta vùn vẻ dài hơn nữa thì chúng ta thấy rằng là thị trường chúng nó vẫn đang trong một cái xu thế là nó khá là gì, mặc dù là nó có đà p vùng hỗ trợ, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó cũng có sự bật lên, đúng không ạ? Thì và nếu như dài hạn thì nó có hơi xấu một tí đấy, tức là nó đã thủng vùng 1470. Và có cái tích cực ở đấy chúng ta thấy rằng là nó vẫn còn giữ được cái vùng 1460. Đấy, thì trong những cái giai đoạn phân tích vừa rồi thì mình có nói rồi, nếu như thị trường giảm sâu thì chúng ta phải quan sát xem thử là nó có giữ được cái vùng 1460 hay không. Tuy nhiên hôm nay chúng ta thấy rằng là đóng cửa 1466.54. Đấy, thì về góc độ thị trường chúng thì chúng ta cũng nên bao nhiêu. Tuy nhiên quan điểm của mình ở đấy thì mình giữ quan điểm là khả năng thị trường sẽ có sự phục hồi đi lên, phục hồi ở đây đi lên. Lý do vì sao thì chúng ta lượt qua trong bánh, chúng ta thấy đây lượt qua trong bánh ở đây anh chị sẽ thấy anh chị này. Đấy, ví dụ như là Vietcombank chẳng hạn, thì khả năng anh chị nhá, Vietcombank thì khả năng của mình nó sẽ có hai kịch bản anh chị. Một kịch bản á là nó sẽ test lại đấy, và sau đó nó cân bằng đi lên vùng này, đó là một kịch bản anh chị. Đấy, chúng ta không đoán đâu, chúng ta phải xây dựng cả kịch bản để chúng ta xem, để chúng ta không phải là đánh Vietcombank, nhưng mà chúng ta thấy rằng là để chúng ta lương trước những khả năng mà thị trường chúng sẽ có những xảy ra những cái kịch bản nào. Một kịch bản thứ hai nữa là ví dụ Vietcombank chẳng hạn, nó có thể lên vùng này gì này, đấy, sau đó nó cân bằng ở đây,
tức là nó hình thành cái vai bên phải này gì nhá, nó hình thành cái vai bên phải này. Còn nếu như nó lên đây, nó kéo lên đây thì cái kịch bản thứ nhất này xảy ra thì nó khá lâu hơn đối với cái kỳ cổ phiếu. Rồi là ví dụ như là VIB chẳng hạn, chúng ta thấy là nó đang có đánh có thể là tạo ra cái đáy ngắn hạn ở đây. Và quá trình này thì mình đã trình bày trong video hôm qua, mình còn nhận định rằng là khả năng dòng bánh đã tạo ra cái đáy ở vùng đâu đây ở ngắn hạn. Techcom chẳng hạn thì nó cũng đã về những cái vùng hỗ trợ đó, lớp lớp cứng ở đây. Nhưng mà một kịch bản nữa nó cũng có thể về vùng này, nhìn về những vùng này. Tất nhiên cái khả năng này thì đánh giá của mình là gần như nó cũng khó xảy ra. Rồi là ví dụ MB chẳng hạn, chúng ta thấy nó có phục hồi đi lên. MB nó sẽ có hai kịch bản. MB nó có thể lấy test lại và sau đó nó lên cân bằng ở đây, đó là một kịch bản. Kịch bản thứ hai nữa đối với MB là nó có thể lên được vùng này để nó hình thành cái vai bên này gì này, vai bên phải này này, và nó cân bằng ở đây đó, thì đó là một kịch bản nữa. Rồi ví dụ như STB chẳng hạn, STB thì khả năng để có cùng có hai kịch bản là nó có thể lên vùng này, nó hình thành cái vai bên phải này là một kịch bản. Và kịch bản thứ hai nữa là nó sẽ sáng tuần nó phải quay lại test lại, sau đó lên vùng này nó cân bằng, rồi sau đó nó mới lên vùng này tạo đảo vai anh chị này. Đấy, thì nếu như kịch bản này xảy ra thì đó nó sẽ chậm hơn, nó sẽ chậm hơn anh chị nhé. Đấy, thì đó là những cái kịch bản chúng ta cần lưu ý. Đó chính là câu chuyện vì sao mà chúng ta thấy rằng là thị trường chúng tôi đánh giá của mình là khả năng thì nó sẽ kéo lên phục hồi ở vùng này, ở vùng 1.470 cộng trừ này anh chị này, khả năng là sẽ lên vùng này. Đấy, ở đấy thì chúng ta đang nói trong ngắn hạn anh chị nhé. Đấy, thì đó là về thị trường chúng thì chúng ta thấy như vậy. Còn đối với rổ viên 30 anh chị nhé, đối với rổ viên 30 thì anh chị thấy rằng là mặc dù nó giảm điểm và nhìn vào cả cái chỉ báo về EMA 10 ngày, 50, 150, 250 ngày thì nó đều thủng hết. Tuy nhiên nó chúng ta có thể một yếu tố tích cực ở đấy là chúng ta thấy rằng là cái lực bán ở đấy thì nó khá yếu, nó thể hiện ở khối lượng giai đoạn này là chúng ta thấy là khối lượng mặc dù giảm nhưng khối lượng nó nhỏ, đó là một cái tích cực. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cảnh giác rằng á, khả năng rằng thì thị trường chúng rủ viên 30 nó sẽ lên vùng này nó cân bằng, khả năng như vậy. Để thì đó chúng ta đang trình bày về cái xu thế của ngắn hạn. Thì quan điểm của mình thì mình vẫn giữ quan điểm đó là khả năng thị trường sẽ cân bằng ở lên vùng này gì này. Đấy, dao động khoảng 1.470 đến 1.480 đó cân bằng, khả năng cao là nó hình như vậy, đó là về thị trường. Còn cái việc giai đoạn này thì chúng ta cũng không nên là quan tâm nhiều đến thị trường, chúng ta phải lựa chọn nó cổ phiếu, lựa chọn nó cả nhóm ngành mà cho cái tỷ trọng nó, cái cổ phiếu nó, cái danh mục nó có thể có xanh lên được. Mình là ví dụ trong video hôm qua mình có nói anh chị là cả cổ phiếu mà liên quan đến dòng xi măng hôm qua mình có nói anh chị nhá, ví dụ như BCC hôm qua mình có nói anh chị này cánh vùng này lấy được. Thì tại sao mà những cái phiên trước đấy có một số anh chị hỏi mình đóng phiên là tại sao những phiên giảm thế này cũng lấy, thì bởi vì khi thị trường chúng có giảm và đang xấu và cái dòng bánh nó trước chúng ta chưa xác định được xu thế và trước hình thành được cái quá trình cân bằng của dòng bánh đó, những giai đoạn chúng ta không đẹp đâu. Đấy, bởi vì nó có thể về những vùng này gì này, nó có thể về những vùng này là chúng ta đã phải cắt lỗ rồi, chứ chưa nói đến chuyện nó về những vùng này. Đấy, thì cũng cảm ơn anh chị là anh chị rất quan tâm đến những video mình trình bày, và một số anh chị có hỏi là tại sao những phiên như thế này thì không lấy, thì lý do là như vậy. Đấy, lý do là như vậy anh chị nhé. Còn nếu như phiên thứ năm thứ tư có đôi anh chị lấy thì vẫn ok, nhưng bắt đầu đang là khả năng để chúng ta cắt lỗ cao hơn. Đấy, đó là lý do của nó. Còn những cổ phiếu này thì video hôm qua mình đã khuyến nghị rồi, mà nếu như anh chị mua trong phiên hôm nay, anh chị nào chủ động thì đoán là phiên hôm qua anh chị mua từ những phiên hôm nay anh chị lấy từ phiên sáng sớm thì đó chúng ta vẫn có một cái lợi nhuận ok trong phiên rồi, đúng không ạ? Ít nhất phải 3%. Đây đó là BCC. Rồi ví dụ HT1 Hà Tiên anh chị nó xi măng Hà Tiên. Hôm qua nóng dòng xi măng mình giới thiệu hai con thôi đúng không ạ? Và vì sao cũng tương tự những vì sao ở những giai đoạn này chúng ta không lấy, lấy như thế này là bắt đáy. Đấy, và chúng ta thấy rằng là hôm qua là một phiên có sự phục hồi nhưng khối lượng nhỏ, cho đó là không thể mà mình sẽ khuyến lại những phiên hôm qua được. Bởi vì cổ phiếu nó có thể về rủ về những vùng này. Đấy, về những vùng này thì chúng ta hiển nhiên phải cắt lỗ. Đó là chúng ta chưa thể nói đến những cái chuyện là nó có thể về vùng này khi thị trường chúng nó xấu. Đấy, đó chính là câu chuyện đúng không ạ? Còn như kết thúc phiên hôm qua thì mình mới xác định rõ là khả năng là những cổ phiếu này nó lên. Đó là video hôm qua mình đã phân tích thì mình nói anh chị là những cổ phiếu mà anh chị nữa. Theo dõi video của mình hôm qua thì rõ ràng hôm nay anh chị lấy những cổ phiếu này mở phiên anh chị lấy được là ok. Đúng không ạ? À, có ít nhất là phải 4% lợi nhuận trong phiên. Đấy. Thì có thể là lợi nhuận ở đấy thì chúng ta chưa nói, bởi vì là cái vùng cản đến nay của cổ phiếu cũng rất là lớn, do đó là chúng ta mua được thì chúng ta cần phải chờ đợi để chúng ta có một lợi nhuận, chứ không phải là T4, T3 về là chúng ta có 5, 7, 10, 15, 20% đâu. Đấy, thì có thể là nó có thể rủ về tiếp,
thì đó là câu chuyện đúng không ạ? Đấy thì xin nói như vậy, anh chị thấy rằng là cái chiến lược giao dịch chúng ta cần phải hiểu được nó. Đấy, còn nội dung trọng tâm hôm nay chúng ta phân tích với nhau. Đấy, thì mình xin khoe hai con hôm qua mình có nói anh chị nhé. Đấy, con bên mình ví dụ sáng nay những con này vẫn trân anh chị này, phủ tai anh chị này. Đấy, và phủ tai cũng không phải là bây giờ mình nói nữa. Đấy, từ giai đoạn là ngày 8 tháng 3 đấy là bên mình mua đây, bộ phiên này cũng không phải bật đáy anh chị ạ. Đấy, không phải bật đáy. Đấy, và hôm nay là hàng về, đúng hôm nay hàng về thì được cái trân. Đấy, không phải bật đáy mà chúng ta phải hiểu sự vận động của nó thì chúng ta rất dễ tìm kiếm lợi nhuận, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như cổ phiếu ELC chẳng hạn ấy. Đấy, nó đóng cửa không được cao nhất phiên, nhưng chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu này từ những giai đoạn này mình cũng đã phân tích rồi. Từ những giai đoạn này mình đã phân tích. Nếu như anh chị theo dõi video đủ lâu thì anh chị cũng thấy. Tất nhiên thì những cổ phiếu như thế này bây giờ gặp vùng cản thế này khá lớn, có khả năng nó mất thời gian để nó cân bằng. Nhưng mà cái việc chúng ta cổ phiếu về chúng ta có một lợi nhuận cùng tương đối rồi, thì đó là chúng ta hãy yên tâm nắm giữ hơn trong một bối cảnh thị trường chúng nhé, nó xấu đúng không ạ? Và thị trường chúng có xấu thì đó NAV của mình vẫn nở ra, thế đó là một cái rất là mừng đúng không ạ? Đấy, chúng ta không phải ăn may đâu anh chị, trên thị trường này chúng ta không thể ăn may được, và chúng ta phải có kiến thức, chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới có lợi nhuận. Đấy, vấn đề là tất nhiên thì cũng không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mà làm thế nào xác suất đúng nó phải cao, cao lên đây 75% và 25% là xấu thì rõ ràng là chúng ta thể ok thôi đúng không ạ? Còn 50-50 thì không chơi được, đó là về về khỏe một số tí như vậy. Còn nội dung chúng ta là đi vào phân tích là hôm nay thì dòng thép và dòng dầu khí nó giảm mạnh. Đấy, thì đấy là cơ hội hay là rủi ro? Thì đầu tiên mình khẳng định với anh chị rằng là nó tùy thuộc vào khả năng của chúng ta. Nếu như anh chị mà mua từ những vùng này này, đấy, và từ những vùng này này thì anh chị thấy rằng là cũng không phải bây giờ cổ phiếu lên cổ phiếu giảm mà chúng ta mới đưa ra chém gió với nhau và chúng ta đưa ra để bàn luận nữa, và từ những giai đoạn này mình làm phân tích thôi. Còn nếu như anh chị muốn đúng điểm thì rõ ràng là bây giờ anh chị vẫn có lợi nhuận. Đấy, còn nếu như xấu lắm nữa thì rõ ràng chúng ta cũng huê vụt. Đấy, tức là video hôm qua mình có làm, mình có nói là khả năng và cái thẹp thì rõ ràng mình phân tích đã rất lâu rồi, rất nhiều rồi, bởi vì những cổ phiếu thẹp lên gặp những vùng kháng cự lớn thế này rõ ràng nó phải phải mất quá trình để cân bằng hấp thu lại. Và chúng ta thấy rằng là những phiên giảm ở đấy khối lượng còn rất lớn nhá. Đấy, tất nhiên những phiên tăng khối lượng rất lớn. Và gì ạ? Và hôm qua mình có nói là một kịch bản nữa là thẹp cũng có thể về một kịch bản này nữa. Tức là ví dụ như hoa sen chẳng hạn, nó có thể về vùng 38. Đấy, cũng có thể. Đấy, sau đó nó cân bằng nó mới lên được. Đấy, đó là một kịch bản, đúng không ạ? Và lên vùng này nó tiếp tục chứ, nó tiếp tục là cân bằng. Và nếu như kịch bản này xảy ra thì chúng ta sẽ cơ hội chúng ta sẽ là mua ở vùng này. Đấy, mua ở vùng này. Còn nếu như anh chị mà đủ đỉnh đến vùng này á thì rõ ràng nếu nó rủ xuống đây thì anh chị vi phạm. Và vi phạm thì rõ ràng là chúng ta phải cắt, phải cắt. Bởi vì nếu như nó rủ xuống vùng này và khối lượng lớn thì rõ ràng chúng ta phải cắt. Đấy, còn nếu như ở trên này mà chúng ta chưa vi phạm chúng ta vẫn cầm được. Nhưng mà nó tùy vào điểm mua của anh chị. Được chưa? Đấy, đó là một kịch bản. Một kịch bản. Hôm qua mình đã nói rồi chứ không phải hôm nay nó giảm chúng ta mới nói. Đấy. Rồi là ví dụ tiếp theo là như con gì ạ? Là con Hoa Phạt. À, mình nói hóa sẽ sáu một kịch bản đấy chị nhé. Một kịch bản nữa là cũng có thể là nó kéo lên cân bằng ở đây luôn. Tại sao nó lên đến vùng này nó cân bằng tiếp. Và nếu như lên vùng này cân bằng tiếp thì đó chúng chiến lược chúng ta tại vùng này nó sẽ khác nhau đấy. Đến lúc đó mình sẽ hướng dẫn anh chị. Đấy, đấy cũng là có thể là một kịch bản nữa anh chị này. Đấy, nhưng mà khả năng này và khả năng kia là đều 50-50 cả. Nhưng mà chúng ta đấy, nếu như cơ hội là nếu như anh chị chưa có hàng và cơ hội là những anh chị đã có hàng thì rõ ràng nó khác nhau. Nếu như mà anh chị có hàng rồi những giai đoạn nó cân bằng được khối lượng nhỏ anh chị gia tăng ok, còn nếu như anh chị chưa có hàng rồi chúng ta cần phải chờ thôi đúng không ạ? Chúng ta phải chờ xem khối lượng kiệt và đặc biệt là mức độ rủi ro nó sẽ cao hơn. Đấy, cân bằng khối lượng và kiệt chúng sẽ là ok được. Đấy, ví dụ tiếp theo là Hoa Phát. Nói về góc độ thì chúng ta thấy ra Hoa Phát hôm nay là một cái phiên mà chúng ta thấy rằng là ok. Ở đấy thì anh chị cũng thông cảm là nếu như anh chị còn cầm Hoa Phát anh chị càng nghĩ rằng là nói mình phân tích là ok là anh chị có thể là không đồng tình. À, tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là nó gãy trend, gãy xu hướng, rồi là gãy cả cái hỗ trợ, và chúng ta thấy rằng là gãy lên và gãy mấy 50 rồi 10 ngày rồi là gì 150 ngày vân vân. Nhưng mà khi tạo lập đạt đạp thì rõ ràng nó phải đạp để gãy thì chúng ta mới các nhỏ lẻ mới chấp nhận bán hạ chứ. Còn nếu rủ mà rủ vừa vừa rồi vậy không đủ mạnh thì rõ ràng chúng ta đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ thì là những như người có hàng thì là rất khó trong việc bán ra. Và quan điểm của mình thì khả năng cổ phiếu này nó sẽ cân bằng ở vùng này. Đấy, sau đó nó sẽ lên. Đấy, lên một cái cân bằng tiếp. Khả năng này rất cao.
Còn nếu như nhé, nếu như mà nó thủng những vùng này thì đó chúng ta phải bán ngay thôi. Đấy. Ví dụ thủng vùng 46 chúng ta phải bán. Nhưng mà khả năng để ví dụ là mức độ đeo bám mà còn nhiều và lượng hàng trong tay của Big Boy mà chưa đủ thì rõ ràng nó phải đạp thủng 46. Đã đạp thủng 46, sau đó nó kéo lên cân bằng. Đấy, như vậy nó có nhiều kịch bản. Và nếu như nó đạp 46, ví dụ nó đạp thủng 46 và khối lượng nhỏ thì chúng ta sẽ và nó kéo lên cân bằng được thì chúng ta sẽ tham gia. Còn nếu như đạp thủng 46 và nó khối lượng lớn thì là chúng ta chưa vội tham gia. Đấy, đó chỉ cần lưu ý. Nó tùy vào điểm mua, còn nếu những nhà đầu tư mà mua từ những phiên đủ từ những cái trần này rồi đang hôm nay cũng phải bán để cắt lỗ thôi. Đó là điều chắc chắn. Đấy, anh chị lưu ý nhá. Còn quan điểm của mình thì khả năng nó phải về cân bằng ở vùng vùng giá 4 47 đấy, 47 cộng trừ này là gì? Có khả năng là nó cân bằng 47 cộng trừ này 47. Rồi là khoảng 47 cộng trừ đây anh chị nhé, khoảng như vậy sau nó lên cân bằng ở đây. Và nếu như nó lên đến này thì chúng ta lại một cái chiến lược khác nữa, đó là chúng ta thấy nhé, nếu cân bằng ở vùng này mà lỏng lẻo dao động thì chúng ta phải bán. Còn nếu như cân bằng ở vùng này mà nó vừa phải chúng ta bán 1/2. Còn nếu như nó cân bằng đến khối lượng kiệt thì chúng ta không bán. Nó tùy anh chị, tùy vào cái chiến lược của nó đối với Hòa Phát. Còn cổ phiếu Nam Kim chúng ta thấy nó hôm nay làm giảm khối lượng rất lớn nhé. Đấy. Và khả năng để những cổ phiếu mà lên vùng này mà dao động ở đấy dao động gặp cung kháng cự thì mình đã nói rất nhiều rồi, lên những vùng này nó phải dao động thôi. Và nếu như ở đấy chúng ta thấy rằng là đầu tuần 6 nữa mà những phiên mà dao động khối lượng lớn thì đó anh chị phải coi chừng, bởi vì nó có thể là gì ạ, rủ về những vùng này, rủ về những vùng này thì đó chúng ta sẽ mất cái cơ hội. Đấy, và khả năng một kịch bản nữa cũng có thể xảy ra, nó có thể về thế này đúng không ạ, đấy sau đó nó mới lên được. Đấy, đó là một kịch bản đúng không ạ, đấy khả năng này cũng rất cao. Đấy, do đó là chúng ta không thể, bây giờ chúng ta không thể nói là kịch bản nào xảy ra theo kịch bản nào là nhiều hơn, bởi vì nó kết quả từng phiên chúng ta mới phản ánh được đúng, và đặc biệt là trong phiên anh chị nhá. Trong ngân thẻ thứ ba còn là Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen thì hôm nay giảm khối lượng lớn và đó là cái chiến lược chúng ta giao thì trong cái giai đoạn mới như vậy. Còn các cổ phiếu khác thì khối lượng vẫn nhỏ, vẫn ví dụ VGS chúng ta thấy là giảm những khối lượng vẫn nhỏ này à, và chúng ta thấy là nó về những vùng hỗ trợ cứng này đi, cổ phiếu bây giờ mang chưa đóng cửa thấp nhất phiên nhưng mà chúng ta thấy khối lượng nhỏ thế này anh chị vẫn cầm được. Đấy, và một kịch bản nếu như mà nó cũng có thể về vùng này nữa, đấy về vùng đó, cho nên chúng ta cần phải hiểu được nó đúng không, sau đó nó cân bằng ở đấy. Đấy. Tuy nhiên những cổ phiếu này thì mình đánh giá là khả năng để nó về những vùng này là khả năng này thấp. Đấy, và khả năng nó sẽ cân bằng ở vùng giá 38 là cao hơn. Đấy, vì sao? Đó là khối lượng nó lực bán nó cũng nhiều. Rồi ví dụ như thép SMC về gì nhá, khối lượng rất nhỏ này. Rồi thép tiền lên khối lượng nhỏ này. Như vậy thì những cái con mà đó nhá, yếu yếu sáu hơn thì chúng ta sẽ đang là hôm nay nó giảm nó lên sáu hơn thì rằng là mức độ tăng không nhiều thì hôm nay những cổ phiếu này thì nó sẽ giảm khối lượng nhỏ hơn. Đấy, đó là về dòng thép. Như vậy thì đó là chúng ta phải hiểu nó như vậy. Còn đối dòng thứ hai chúng ta phân tích nữa, đó là đối với dòng dầu PVF này. Đấy. Lên mà dao động thế này, nó khối lượng lớn thế này thì thường sao như vậy, bởi vì thường khi những nhà đầu tư mà mua ở tại những vùng này gì nhá, mua ở tại những vùng này và từ đấy lên đấy thì đó là nhận chúng ta cả nhà đầu tư họ có một cái lãi ok thôi, thế đó lên đấy họ có những hoạt động chốt lại. Thứ hai nữa là nhà đầu tư tổ chức thì đó đang là họ cũng thể kéo mãi lên được. Đấy, chẳng lẽ họ kéo mãi lên đấy để cho chúng ta bán thế này sao, để cho chúng ta bán thế này sao, là điều này là nó không thể. Do đó trong quá trình đi lên cổ phiếu thì sẽ có sự dao động, và dao động với khối lượng lớn thế này thì khả năng để cổ phiếu sẽ cân bằng ở vùng này là rất cao. Đấy. Phải về quay cân bằng ở vùng này là rất cao. Đấy. Rất cao nhé. Đó là chúng ta chưa nói đến cái chuyện là vì những cổ phiếu này nó có thể, nếu như nó dao động thế này nó cũng có thể một kịch bản này là anh chị, nó thể về vùng giá 34 này. Đấy, nó cân bằng nữa. Nó cân bằng bằng nữa. Đó là những giai đoạn anh chị mà tùy vào chiến lược và tùy vào khả năng chịu đựng và tùy vào kỳ vọng anh chị để anh chị có một cái tỷ lệ tài khoản. Cái danh mục anh chị chiếm bao nhiêu để anh chị có một chiến lược để chúng ta xử tài khoản. Đấy, bởi vì phương pháp và kỳ vọng chúng ta là khác nhau, khả năng chịu đựng khác nhau chứ không phải đủ đỉnh ở vùng này đâu. Nếu ví dụ cổ phiếu giảm xuống anh chị có lá vào mua không, là không mua, chỉ khi nào nó đi ngang và khối lượng ở cái giai đoạn đi ngang đấy anh chị thấy là khối lượng nó phải bé tí thì anh chị mới mua một ít được, đối với những nhà đầu tư này chưa có. Còn nó phát triển xu thế được á, ở một phiên xác nhận thì chúng ta sẽ mua gia tăng, đây là chiến lược anh chị nhá. Đấy. Rồi là ví dụ như PVD vậy. PVD nó giảm khối lượng rất lớn thì cũng có rất nhiều kịch bản, nhưng mà một khả năng là nó cũng có thể về vùng giá 36 này cân bằng. Là một kịch bản. Một kịch bản thứ hai nữa là nó cũng có thể về xấu được anh chị nhá, về và 34 chẳng hạn nó cân bằng. Đấy. Thì đó là chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta phải chờ đợi như con hổ rình mồi. Đấy, mặc dù anh chị biết rằng là chúng ta đấy con hổ chẳng hạn nó chạy rất nhanh, nó rất khỏe. Nhưng mà
Có một câu nói của nhà đầu tư nào là mình nhớ không rõ đó là ông nói gì ạ? Hình như Livermore hay sao? Mình không rõ anh chị nhá. Là nói thế nào ạ? Mỗi sáng mai thức dậy thì rõ ràng là mỗi con hổ phải biết rằng mình phải chạy nhanh hơn so với con nai chạy chậm nhất. Còn mỗi con nai mỗi sáng mai thức dậy thì rõ ràng mình phải biết là mình phải chạy nhanh hơn những con hổ chạy nhanh nhất. Đấy thì cái nó tương tự như vậy, thì đó là chúng ta phải chờ đợi, chúng ta không không tham giá rẻ, chúng ta lao vào những cái giai đoạn này. Đấy, do đó chúng ta cần phải hiểu khi nó đi ngang với khối lượng kiệt thì chúng ta mới tham gia được. Đấy. Còn BSR vậy. BSR đó là những giai đoạn nó rất là dao động. Đấy, do đó khả năng để nó về vùng giá 26 cũng là một kịch bản. Khả năng để về vùng giá 26 cũng là một kịch bản anh chị nhé. Đấy. Ngoài ra cũng có một kịch bản nữa đó cũng thể về vùng giá 25. Đấy. Chứ anh chị đừng có nghĩ và nó cân bằng được thì chúng ta sẽ tham gia được. Đấy, và nó cân bằng ở vùng nào thì chúng ta sẽ tham gia. Quan trọng là anh chị phải nhìn được cái khối lượng dưới này nữa. Thì chúng ta đừng nghĩ giá dầu thế giới tăng mà nó lên đâu. Đấy. Và khả năng này hầu hết cả cổ phiếu dầu khí hiện nay theo đánh giá của mình là khả năng nó phải hình thành được cái mẫu hình biên độ thu hẹp thì nó mới đạt cái yêu cầu chúng ta tham gia. Đấy. Rồi còn gạt về gì này? Gạt đâu nhỉ? Gạt đây. Đấy, anh chị thấy chưa? Lên lên lên, lên lòng 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 thế này là nó sẽ rủ thôi. Và khối lượng khá lớn. Đấy. Thì những cổ phiếu này khả năng những cổ phiếu này mình ví dụ thế này nhá. Đấy, ví dụ kéo lên đó cân bằng. Đấy, lên một tí cân bằng. Đấy, kiểu như vậy thì máy ra chúng ta mới tham gia được. Còn nếu đạt thế này đó nó về đâu chúng ta chưa biết. Nếu chúng ta chưa vội vàng để tham gia những cái giai đoạn này. Còn nếu nắm giữ thì nó tùy với giai đoạn. Nếu như anh chị muốn những vùng này nó khác, anh chị mua đây nó khác, anh chị mua đủ đến này rồi nó khác. Đó là bây giờ nếu nói đến YouTube, nói chung chung thì rất là khó, đặc biệt là để anh chị xử lý và đặc biệt là đối với những nhà đầu tư con mới. Đúng không ạ? Đó về trong thẻ. Còn ví dụ cả cổ phiếu khác thì ngoài ra cả cổ phiếu khác ví dụ như chúng ta có thể quan tâm được trong những giai đoạn sắp tới, đó là một số cổ phiếu ngành xây dựng anh chị. Ngành xây dựng anh chị cần phải quan tâm. Tất nhiên là giai đoạn này chúng ta chưa chưa mua được, nhưng mà vì điều kiện thời gian cho đó mình xin phép dừng tại đây thôi. Đấy. Còn cái này đầu tư rõ ràng anh chị cần phải tu luyện, rèn luyện, học tập thêm. Đối với những nhà đầu tư mới chưa có kinh nghiệm, anh chị mà chưa có kinh nghiệm thì rõ ràng anh chị phải học hỏi. Thứ nhất, thứ hai nữa là tham gia với một cái tỷ lệ tài khoản nó vừa phải. Thứ ba nữa là chúng ta cần phải có nguyên tắc. Đấy. Mình thấy rằng là nói thật với anh chị rằng là mình thấy là hầu hết nhà đầu tư nhỏ và nhà đầu tư mới tham gia là hầu hết đó là gì đó mới lỗ khoảng 1% 2% nó đã nhảy lên rồi. Đấy, anh ơi chứ làm sao bây giờ? Đấy, nhưng mà khi nhủ cắt lỗ 4% nhủ cắt là không cắt, không cắt được. Hầu hết là không cắt được cái gì. Đấy, hầu hết là không cắt được bởi vì đầu tư có đúng có sai. Làm thế nào chúng ta phải bảo quản cái vốn. Thì chúng ta không giữ được tiền chúng ta rất khó kiếm tiền. Không giữ được tiền thì làm gì mà kiếm được tiền. Đúng không? Đấy. Anh chị cần lưu ý như vậy. Còn cả cổ phiếu khác thì ví dụ Daisy Wood chẳng hạn thì anh chị cũng cần phải theo dõi nó. Đấy, anh chị theo dõi nó cho mình. Đấy, đây là một cổ phiếu cũng khá là ok. Đấy. Anh chị thấy chưa? Cũng khá ok. Nên anh chị có thể tham gia những cái vùng này thì anh chị tham gia với một tỷ lệ nhỏ. Đấy, còn nếu cắt lỗ rồi đó, nếu nó về những vùng này mà nó thủng những vùng này chúng ta cắt lỗ thôi. Đấy, tùy vào khả năng chịu đựng. Thì bây giờ nói đến giúp túc để khuyên khuyên anh chị mua cổ phiếu nào, bán cổ phiếu nào là nó rất khó. Đấy, nó tùy vào cái khả năng chịu đựng của anh chị thứ nhất, thứ hai nữa là kỳ vọng anh chị, thứ ba nữa là cái tỷ trọng của cổ phiếu đối với cái danh mục của mình, đúng không ạ? Video cuối tuần nên mình xin phép dừng tại đây. Xin chúc anh chị những ngày nghỉ cuối tuần an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào anh chị và hẹn anh chị trong những video lần sau.